Ê, alo. Và tiếp theo mình sẽ đi vào phân tích cái sơ đồ về điện của hệ thống đèn pha cốt trên con Morning phiên bản 2.12. Về hệ thống đèn pha cốt của con Morning này thì nó có hai loại, một loại là without auto light, có nghĩa là cái loại này là không có cảm biến ánh sáng tự động. Đấy. Và loại thứ hai là loại với loại có cảm biến ánh sáng, có nghĩa là cái công tắc nó có nút auto. Và bắt đầu mình sẽ đi lần lượt từ loại không có cảm biến ánh sáng tự động. Thì trước khi vào phân tích cái mạch này thì mình tìm hiểu về cấu tạo của cái mạch. Như chúng ta đã biết thì đây là IP junction block, này là cái hộp cầu chì trong xe. Đấy, có một nguồn điện là hot in on, có nghĩa là nguồn điện trực, nguồn điện này qua khóa điện hot in on này, qua khóa điện nó mới có điện. Đấy. Thì là trong cái hộp cầu chì này gồm có hai cầu chì, một cầu chì LH và một cầu chì RH, tương ứng với hai đèn pha bên lái và bên phụ. Bên dưới là cái đèn pha bên lái đây, hết làm LH, hết làm RH là bên phụ. Và ở giữa này là công tắc, đây là cái đồng hồ hiển thị trạng thái của đèn, đeo đồng hồ clutter, đồng hồ instrument clutter, đồng hồ tablo đây. Và bên dưới nữa là cái công tắc pha cốt, hay còn gọi là multi function switch, công tắc đa chức năng này, light switch, dimmer path switch. Còn nó có hai, chia làm hai phần, một phần là light switch, một phần là dimmer path switch, và cuối cùng là điểm nối mát. Thì bình thường lúc nào khi mình bật chìa khóa, lúc nào mà điện có nguồn điện dương qua cầu chì và qua bóng đèn, qua cả hai quả lao rồi đi về chờ sẵn ở trong công tắc. Khi ta bật cái chế độ hết thì là tại điểm này được nối mát, điểm hết này nối mát. Nếu mà ở vị trí lao thì dòng điện nó sẽ đi qua đèn lao và về mát, còn nếu là ở vị trí hai thì dòng điện nó sẽ đi qua bóng đèn rồi qua hai rồi về mát, tương đương với nếu là lao thì là qua bóng đèn thì lao sáng, còn nếu là hai thì qua bóng đèn về mát và hai sáng, đồng thời sáng đèn tắc đồ tương ứng. Cái loại này thì nó rất đơn giản. Và tiếp theo nữa là mình đi vào phân tích cái đèn pha cốt, cái loại có auto light, with auto light đây, cảm biến auto light đây, auto light sensor photo đây, photo sensor đây, nó gồm có 3 dây, một dây nguồn 5V mát và một dây tín hiệu. Đấy, cái cảm biến này thường đặt ở giữa táp lô, ở sau dưới dây dây dưới kính giữa giữa táp lô. Và chúng ta đi tìm hiểu thêm về cấu tạo của cái mạch này, thì mạch này đây có một cầu chì ER junction block, có nghĩa là hộp cầu chì này có một cầu chì ngoài ngoài xe đây, không cầu chì ngoài xe tiếp nữa đây, nó tách ra để cho khỏi rối đấy, anh em nhìn này, tách ra khỏi rối đấy. Rồi, PC PCB Zilla bốc này, một xuyên đập một vị trí ngoài xe, gồm có nguồn hot ất an tham luôn luôn có điện này. Đấy, trong hộp cầu chì trong xe IP giám sát block, có một cái chung xe hot in on qua cầu, có một cái cầu chì IG2. Đấy, cầu chì này bật khóa điện có. Đấy, ngoài này gồm có một con dưa le và hai cầu chì, hai cầu chì bên trái bên phải, đây bên trái đây bên phải,
tương ứng với hai điểm bên trái bên phải. Đấy. Dưới đây là ở đây đi, đây là hộp BCM. Hộp BCM này nó tách ra làm hai để cho nó khỏi rối sơ đồ. Thì đây bên này, bên dưới này anh em cũng có một cái hộp BCM, nhưng thực chất nó là đây là một, tách ra cho nó khỏi rối thôi. Và tiếp theo đây là cái đồng hồ instrument cluster, đồng hồ hiển thị trên tablo báo trạng thái công tắc nó là đang là lao hay hai. Và đây là công tắc đa chức năng, công tắc Bluetooth phục thị sinh, công tắc phá cốt ấy. Em hiểu công tắc phá cốt cái các điểm nối mát, đây bóng đèn bên lái và đây bóng đèn pha bên phụ, đèn pha cũng có cả hai tóc, tóc hai và tóc lao. Về hoạt động thì hoạt động như sau: khi mình bật lên chế độ hết, có nghĩa là chế độ đèn đầu này, thì là nó sẽ nối mát vào chân hộp BCM, vào chân hết làm bình thường là nó sẽ nối mát vào đây. Nếu lúc đấy nó sẽ phụ thuộc vào hai điểm này, hai chân này. Nếu hai chân này nối vào nhau, có nghĩa là cái công tắc này nối vào nhau ở vị trí thì là tiếp điểm của thì nối tiếp điểm này với nhau thì là nó sẽ xác định là hai dây này nối với nhau, thì nó sẽ hiểu là đèn pha đang yêu cầu bật đèn pha. Đấy. Đang yêu cầu bật đèn pha thì nó sẽ xuất ra một dòng mát ở tại vị trí này. Đấy. Rồi sẽ dương sẽ đi qua khóa điện, qua cầu chì thứ hai, qua relay rồi về hộp BCM. Rồi đóng tiếp điểm. Hút đóng tiếp điểm này. Đóng tiếp điểm này thì đèn hai sáng. Đồng thời nó gửi một đường điện dương ra đây lên đồng hồ báo là đèn pha sáng. Đấy, còn nếu mà tiếp điểm này mà đang bị hở mạch thì nó đang hiểu là đèn đang yêu cầu bật đèn lao, thì nó sẽ cấp mát. BCM nó sẽ cấp mát cho dư le đèn lao và hút tiếp điểm, đóng mạch đèn lao. Đấy, đèn lao thì có hai cầu chì riêng biệt, còn đèn hai thì chỉ có một cái cầu chì chung, và trên đồng hồ cluster có thêm một cầu chì nữa. Đấy, còn nếu mà mình bật ở chế độ nháy pha ấy, gọi là chế độ pass đây, pass thì mát sẽ cấp trực tiếp từ thân xe, từ vỏ xe. Đấy, được nối vào vị trí đây, vào vị trí hai vị trí này luôn, hai dây này lúc này cũng nối vào nhau. Đấy, và nó mát nó sẽ lên nuôi luôn dơ đen, đóng tiếp điểm và đèn pha cốt, đèn pha sáng. Nó không qua, nó không cần phải qua mát của bên này, mà là lấy mát trực tiếp từ phần sân xe. Còn để chế độ auto thì cũng vậy, nếu mà để ở hai thì là nó hiểu là hai, còn nếu mà để ngắt mạch ra thì nó sẽ hiểu là bên lao. Khi bật sang chế độ auto thì nó sẽ cấp một nguồn mát vào chân auto line. Lúc này hộp BCM nó lại nhận theo cái tín hiệu của cảm biến. Nếu cảm biến mà thường thì là trời mà sáng tầm độ khoảng từ 1V2, nó nhận tầm 1V2 là đến 2V là bắt đầu ngắt. 1V dưới đến 1V2 là bắt đầu sáng, đến 2V là ngắt. Đấy, về cơ bản là một số xe nó cũng không đồng nhất, là phụ thuộc vào dán kính nữa. Đấy, về cơ bản là như vậy. Đấy, cảm ơn anh em.